Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin 18 giờ 30 phút chiều nay, thứ bảy ngày mùng 10 tháng 2, tức mùng 1 Tết Giáp Thìn 2024 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Kính chúc quý vị và các bạn một năm mới an khang thịnh vượng, hạnh phúc và thành công. Và sau đây là những tin tức thời sự mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Thưa quý vị và các bạn, năm 2023 vừa qua tiếp tục là một năm Hưng Yên thực hiện có hiệu quả các kế hoạch mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, thu ngân sách trên địa bàn tỉnh đạt 33.100 tỷ đồng, tăng trưởng cao thứ 7 trên 63 tỉnh thành trong cả nước. Trong đó, phát triển giao thông đã góp phần không nhỏ trong thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Với hệ thống giao thông đường bộ hoàn chỉnh, từ đường xã đến đường cao tốc, Hưng Yên hiện đang khai thác 6 tuyến quốc lộ và 15 tỉnh lộ và hàng trăm tuyến đường huyện. Chỉ riêng trong năm 2023, Hưng Yên đã làm mới 432 km đường các loại với tổng kinh phí trên 7.700 tỷ đồng. Trong đó đáng chú ý là tuyến đường bộ nối hai đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và cầu rẽ Ninh Bình hoàn thành trong năm đã góp phần giảm tải cho quốc lộ 39 và quốc lộ 38. Bên cạnh các dự án đường lớn thì nhiều tuyến đường huyện cũng được hoàn thành. Được lưu thông trên những cung đường mới, cảm xúc của người dân trong và ngoài tỉnh trong những ngày xuân đã tô thêm hình ảnh một Hưng Yên năng động, vươn mình mạnh mẽ. Những cung đường mùa xuân đang góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội 19 của Đảng bộ tỉnh trong đột phá về xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, chú trọng phát triển hệ thống giao thông tại các vùng còn khó khăn trên địa bàn tỉnh. Qua đó, không chỉ tạo sự phát triển đồng đều cho các vùng trong tỉnh mà còn thế vững chắc cho năm cuối cùng thực hiện nghị quyết đại hội thắng lợi. Thời gian qua, huyện Phù Cừ đã tập trung nguồn vốn từ Quỹ Vì Người Nghèo tỉnh để hỗ trợ xây nhà mới cho các hộ nghèo. Tết Giáp Thìn 2024 năm nay, 60 hộ nghèo trên địa bàn huyện được đón Tết trong căn nhà mới. Trong đó, huyện đã hỗ trợ xây nhà mới cho 60 hộ nghèo, mỗi hộ được hỗ trợ 80 triệu đồng. Ngoài ra cũng tu sửa cải tạo nhà cho 33 hộ, mỗi hộ được hỗ trợ 40 triệu đồng. Tổng nguồn vốn là trên 6 tỷ đồng từ Quỹ Người Nghèo tỉnh Hưng Yên. Các xã được hỗ trợ cải tạo hoặc xây mới nhiều nhất trong huyện như xã Tống Phan với 8 hộ, xã Tam Đa có 7 hộ, xã Phan Sào Nam có 7 hộ. Ngoài ra, huyện còn hỗ trợ xây mới nhà vệ sinh cho 37 hộ nghèo, mỗi hộ được hỗ trợ 25 triệu đồng. Từ Quỹ Vì Người Nghèo huyện, hỗ trợ xây mới hoặc tu sửa nhà cho hộ nghèo là chính sách nhằm xóa đói giảm nghèo, giúp người dân nghèo an tâm lao động sản xuất để thoát nghèo bền vững trong thời gian tới. Năm 2024 là năm Giáp Thìn. Từ ngàn đời nay, hình tượng con rồng là biểu tượng của sự cao quý, của sức sống vĩnh hằng, nên rồng được sử dụng nhiều trong kiến trúc cung đình, đình chùa, trang phục vua chúa, các lễ hội. Rồng là biểu tượng linh thiêng liên quan đến truyền thuyết con rồng cháu tiên của người Việt. Ở Hưng Yên có rất nhiều di tích, hình tượng con rồng được khắc họa rất sinh động. Đền An Xá hay còn gọi Đền Đậu An, xã An Viên, huyện Tiên Lữ được biết đến là ngôi đền cổ, tự hào có hai bảo vật quốc gia đang được gìn giữ và phát huy giá trị. Đó là bệ thờ đất nung Đền An Xá và tháp đất nung Đền An Xá. Trên bệ thờ có các hình tượng rồng đa dạng, uyển chuyển tạo cảm giác rồng đang bay lượn giữa đất trời giao hòa. Chùa Phúc Lâm, xã Phụ Ủng, huyện Ân Thi được xây dựng vào thế kỷ 17 với mái chùa được chạm khắc với hàng trăm con rồng cực kỳ sống động, mang đậm nét nghệ thuật của người Việt. Những con rồng uốn lượn mềm mại uyển chuyển giúp toàn bộ không gian ngôi chùa là một tổng thể hài hòa và đầy cân đối. Trong kho tàng di sản văn hóa Hưng Yên, hình ảnh con rồng được thể hiện trên các công trình cơ sở tín ngưỡng tôn giáo như đình, đền, chùa, miếu và các lễ hội. Bên cạnh đó, hình tượng con rồng còn được biết đến với những đề tài trang trí trên các di vật cổ vật có giá trị hiện nay. Như vậy có thể thấy rằng hình tượng con rồng gắn bó, hòa hợp một cách gần gũi, biểu tượng phong phú, đa dạng trong đời sống vật chất tinh thần của người Việt từ xưa đến nay. Rồng là con vật huyền thoại, nó đẹp và sinh động, qua trí tưởng tượng của con người vô cùng phong phú. Vì vậy, hy vọng rằng năm 2024 là năm đẹp và nhiều may mắn đến với mọi người, mọi nhà. Theo Sở Du lịch Đà Nẵng, dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn, thành phố tổ chức nhiều hoạt động sự kiện để phục vụ người dân và du khách. Trong đó, cầu rồng sẽ phun lửa, phun nước xuyên suốt các đêm Tết phục vụ khách tham quan. Cụ thể, cầu rồng phun lửa, phun nước vào các đêm từ ngày 9 tháng 2, tức ngày 30 tháng Chạp năm Quý Mão, đến ngày 13 tháng 2, tức mùng 4 Tết Giáp Thìn. Cùng với đó, cầu sông Hàn sẽ quay vào các đêm mùng 10 và 11 tháng 2, tức mùng 1 và mùng 2 Tết Giáp Thìn.
ngày 4 tháng 2, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức khai trương tuyến du lịch xanh thân thiện với môi trường tại khu vực Lăng Vua Sa Long, xã Hương Thọ, thành phố Huế. Việc đưa vào hoạt động tuyến du lịch xanh thể hiện tính văn minh tiện ích của điểm đến di sản này, tạo điểm nhấn tiện lợi trong hành trình tham quan của du khách. Mặt khác, tuyến sẽ tạo thêm các sản phẩm du lịch dịch vụ nhằm phát triển ngành du lịch của địa phương theo hướng xanh, chất lượng, bền vững và thông minh theo định hướng phát triển của tỉnh Thừa Thiên Huế. Trong thời gian đầu, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế sẽ triển khai đầu tư gần 80 phương tiện đi lại thân thiện môi trường như xe đạp điện, ô tô điện. Qua đó, có thể giúp bù đắp được khoảng 32 kg khí thải CO2 và 40 cây xanh hàng năm, cũng như hướng đến thực hiện cam kết hành động của Việt Nam tại hội nghị COP26 về giảm thiểu khí thải, loại bỏ việc sản xuất điện bằng than vào năm 2040 và chấm dứt nạn phá rừng vào năm 2030. Chuyển sang những tin tức đáng chú ý khác. Thưa quý vị, trong một báo cáo mới công bố, ngân hàng HSBC dự báo kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng 6% năm 2024 này. Sức mạnh của nền kinh tế Việt Nam sẽ đến từ sự kết hợp giữa chi tiêu, tiêu dùng và đầu tư. Theo HSBC, Việt Nam thu hút đầu tư nước ngoài nhờ độ mở và các điểm mạnh cơ bản của nền kinh tế. Trong 10 tháng đầu năm 2023, vốn thực hiện dán đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI tại Việt Nam đạt khoảng 18 tỷ đô la Mỹ, tương đương 73% tổng số vốn đăng ký trong cùng kỳ. Dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài mạnh mẽ có thể tiếp tục diễn ra trong năm nay, hỗ trợ ngành sản xuất của Việt Nam, chu kỳ thương mại toàn cầu mới phục hồi cũng sẽ thúc đẩy xuất khẩu của Việt Nam. Lạm phát tại Việt Nam có thể đối mặt rủi ro tăng do giá năng lượng hoặc lương thực cao hơn dự kiến. Công an thành phố Hà Nội thông tin về việc làm căn cước công dân và định danh điện tử nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho số công dân đi làm ăn xa về địa phương trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Theo đó, Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội đã bố trí cán bộ tăng cường làm việc trong những ngày nghỉ Tết, cụ thể từ mùng 8 tháng 2 đến 14 tháng 2 để thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân và tài khoản định danh điện tử tại địa chỉ 44 Phạm Ngọc Thạch, quận Đống Đa, Hà Nội. Chuyển sang phần tin quốc tế. Thưa quý vị, để chào đón năm mới Giáp Thìn, mới đây, các nghệ sĩ từ 12 thành phố của 9 quốc gia trên thế giới đã cùng nhau hòa tấu một bản nhạc truyền thống của Trung Quốc. Video ca nhạc đặc biệt có tên gọi Long Đằng Cổ Diễm, tức Rồng Cổ Cổ Trồm. Anh nghĩ Trung Quốc có ý chỉ khí thế mãnh liệt. Đài CGTN đã mời các nghệ sĩ từ 12 thành phố của 9 quốc gia trên thế giới cùng hòa nhịp với dàn nhạc dân tộc tại tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, tạo nên những nhịp trống mạnh mẽ, giai điệu sôi động để đón chào năm mới Giáp Thìn trong tâm thế hào hứng, tích cực. Bản nhạc là sự hòa trộn ăn ý giữa các nhạc cụ phương Đông và phương Tây, là sự kết hợp độc đáo giữa những màn biểu diễn mang đậm bản sắc riêng như màn gõ trống của châu Phi, điệu nhảy flamenco đầy say mê của Tây Ban Nha và giai điệu nhạc du dương của Trung Quốc. Video ca nhạc không chỉ làm lan tỏa không khí vui tươi của lễ hội mùa xuân, mà còn xây nên cầu nối giữa các nước và các lục địa với ngôn ngữ đặc biệt của âm nhạc. Trong không khí vui tươi đón mừng Tết Nguyên đán 2024, Thủy cung Aquaria tại thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia đang diễn ra chương trình biểu diễn múa sư tử vô cùng đặc sắc. Sân khấu biểu diễn là hồ nước bằng kính nơi có những sinh vật biển bơi lội xung quanh. Múa sư tử trong hồ nước bằng kính là một phần trong chương trình nghệ thuật đặc biệt của Thủy cung Aquaria chào Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Các thợ lặn trong trang phục múa lân biểu diễn các động tác sinh động, trong khi những sinh vật trong hồ như rùa, cá bơi lội xung quanh. Có thể nói, múa sư tử dưới nước là một đặc sản trong chương trình biểu diễn nghệ thuật của Thủy cung Aquaria. Tiết mục này được duy trì đều đặn tại đây vào mỗi dịp Tết Nguyên đán suốt hơn 10 năm qua. Trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn, tại những quốc gia phương Tây không ăn Tết theo âm lịch, không khí Tết phần nào cũng thấy được qua hình ảnh những linh vật rồng của năm Giáp Thìn. Tại thành phố Richmond của Canada, các chuyên gia đã lắp ráp một linh vật rồng Lego cao tới 1,5 mét. Hình ảnh linh vật rồng được hoàn thiện qua bàn tay khéo léo của nghệ sĩ Robin Sazer, người duy nhất có chứng chỉ lắp ráp Lego chuyên nghiệp ở miền Tây Canada. Chú rồng này cao khoảng 1,5 mét và dài 2 mét. Điểm nổi bật của mô hình là viên ngọc trí tuệ ở chân rồng, được ghép từ những mảnh màu xanh nước biển nhạt tương phản với bàn chân màu đỏ và móng vuốt màu xanh lá cây.
Nghệ sĩ Sather sử dụng hàng nghìn miếng ghép và bắt đầu lắp ráp từ hôm 3 tháng 2, mỗi ngày dành 8 đến 10 tiếng để hoàn thiện. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin 18 giờ 30 phút chiều nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.